Vườn Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và giới thiệu với cả nhà, đây là vườn mai con quấn rễ bên vườn mai của Huỳnh nha. Và với cái sự đa dạng mẫu mã rễ, đó là rễ bí, là rễ quái, là so các kiểu hình thú nữa, thì cây tất cả một cái điểm nổi trội đó là đã âm ra thưa thưa. Đó, khoảng cách ra thưa thưa ha, không có bị khít. Nên là cây nó cực kỳ chèo luôn, chèo nhánh như thế này nè cả nhà. Đó, cây nào cũng có chèo có nhánh. Và nó rất là mập mạp ha, đủ cái ánh sáng để cho cây nó mập mạp á cả nhà. Với lại là cái loại này nó rất là cứng cáp luôn, mình trồng xuống với cái chèo nhánh như thế này toàn thông là cực kỳ luôn nha. Đó, cây thì cỡ ống hút, thì hôm nay thì em Huỳnh sẽ nhổ số lượng khoảng 5.000 cây ha, để giao cho khách. Đây, đó, cây tốt mịt luôn, chèo hết biết luôn nha cả nhà. Và rồi quý khách ơi, thì em Huỳnh sẽ cho cả nhà xem nó những cái cây nó có rễ như thế này đây. Đa số là 4 múi, 5 múi và 6 múi ha. À, còn lại thì nó có cái hình này là hình con thú nè. Hình con thú nó có phần lắc ngay chỗ cái thân này nữa nè cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Nó có lắc nè. Hình con thú này nổi ghét cây lên nó rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái cây này nè cả nhà, nó có chi cành nhánh chèo ha. Thì hoặc là hình lò xo. Đây, lò xo như thế này. Lò xo nó rất là quái luôn cả nhà. Lò xo nè, đó lò xo ha. Rồi, hình con thú, hình quái. Đó cả nhà, hình chữ C. Và đa phần nha, đa phần chiếm so phần lớn á là mình sẽ có được những cái trái bí như thế này. À, mình sẽ có được những cái trái bí như thế này ha quý khách ha. Rồi, một số cây á là như thế này. Đó, cây thì xanh tàn thì chi cành nhánh nè. Hàng này đã dâm thưa thưa nên thành ra nó mập lắm cả nhà. Nó mập và nó đề đạm lắm ha. Rồi, cây như thế này thì em bán là 10.000 một cây. Và em sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây ha. Em ship từ 30 cây. Tặng thì 50 cây em tặng cho quý khách là 2 cây. Còn 100 cây thì em tặng 5 cây ha. Em bao phí tới nơi luôn. Đó. Alo cho Huỳnh, số điện thoại là 0949 2345 25 ha. Đây. Quá nhiều luôn ha. Và mai này là mai giảo hạt 5-12 cánh. Mình không biết chính xác được cái mặt hoa ha. Ha. Thì số lượng khoảng có tầm 60.000 cây nha quý khách. Đây ha, bây giờ thì nó khá là ok để em gửi cho cả nhà mình rồi. Và đây, khi mà cái cây á, nó đạt rồi thì em Huỳnh sẽ gửi cho quý khách. Và tiếp tục thì em cũng có một cái khu á, là để em Huỳnh ương mai con. Ai quý khách thấy là để ương một cái mai con bí hay là quà rễ đẹp á, thì mình ương cái clip rất là cao luôn. Đó, bắt cái clip thật là cao luôn nha. Và cái thời gian cũng rất là dài, ương thời gian rất là dài luôn, rất là lâu cả nhà, để nuôi cái bộ cái rễ cọc của nó ha. Nên thành ra là nó qua nhiều cái công đoạn và cũng mất nhiều đó. Mình quý khách mà có cái mô hình mà muốn mua mai con về dâm ra để cho nó mập á, thì cái khoảng cách nè, cái khoảng cách cả nhà thấy là nó có không có xa lắm ha, nó chỉ vừa vừa thôi, để cho chi cành nhánh nè, chèo nè, nó phát triển. Thì với cái hình thức này thì cây nó rất là mập luôn nha. Rồi, và hôm nay thì Huỳnh cũng sẽ tuyển tầm khoảng cỡ 5.000 cây về để mà Huỳnh giao cho khách. Rồi, mến chào quý khách và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.